Vi rất vui được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Chuyện Hậu Trường. Trong chương trình kỳ này, Thanh Vi xin mời quý khán giả cùng khám phá hậu trường của một cuộc thi âm nhạc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả suốt thời gian qua với những sáng tạo của các thí sinh qua từng ca khúc bất hủ. Nhưng trước khi đến với những điều thú vị này, Thanh Vi xin mời quý khán giả cùng điểm qua bảng xếp hạng các bộ phim và chương trình được yêu thích nhất cả nước trong tuần qua. Tuần qua, trong bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình được yêu thích nhất trên toàn quốc, tiếp tục có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Bộ phim Lưới Trời phát sóng khung 21 giờ thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1 đang nhận được sự yêu thích từ khán giả với nội dung kịch tính hấp dẫn xoay quanh những bi kịch toan tính kéo dài suốt hai thế hệ. Bộ phim giữ vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn quốc. Bây giờ anh muốn gì? Hình như là cô người yêu Mỹ Tú của anh á đang làm con chúa giả ở trong cái căn biệt thự to đùng ở đằng kia đúng không? Trong những tập vừa qua, diễn biến phim ngày càng gây cấn khi Mỹ Tú bị Thắng phát hiện là cô tiểu thư giả. Còn Mỹ Tiên với sự chân chất mộc mạc đã nhận được nhiều sự yêu mến của gia đình bà Út Hạnh. Quý khán giả nhớ đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim nhé. Nội phải mau chóng khỏe lại để vui vẻ cùng con cháu nghe nội. Vợ tôi là số 1, chương trình mang tính giải trí tương tác, mang lại những giây phút thư giãn qua nhiều vòng thi mới lạ, khẳng định sự thông minh khéo léo của người phụ nữ hiện đại. Chính vì thế, chương trình luôn duy trì được sức hút đối với khán giả và tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng các chương trình truyền hình được xem nhiều nhất tuần qua với vị trí thứ 7, đạt mức rating 2.8. Mình đang học nâng cao về sớm á, thì phụ việc vợ như là giặt đồ, giặt đồ, giặt tay hay bỏ vô máy giặt. Dạ, bỏ vô máy giặt rồi mình đập phê. Thôi bây giờ muốn nhờ kệ con dâu khó lắm. Vợ của con phải là một cô dâu hiền hiếu thảo. Để má coi sao. Với thông điệp ý nghĩa về việc bỏ qua những định kiến, học cách nhìn nhận bao dung để có được cuộc sống hạnh phúc. Câu chuyện Con Dâu nằm trong series phim ngắn cuối tuần giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng toàn quốc. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phim ngắn cuối tuần xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với rating 7.1. Bà con nói sớm hỏi về con dâu, tôi thấy làm như là có cái gai ở trong tim tôi vậy đó. Má chơi gì bà ơi? Ma bầy bè đột quỵ, khẩu ghê vậy đó. Má. Má. Lung lọc quá ngôn thật. Trên lời này làm chỉ có lạc ông mà bầu bí xanh lẻ chứ. Nếu như vậy thì tại sao ngài lại đòi tiện nữ dân gà trống đẻ trứng? Như vậy chẳng phải là cố tình bắt bí sao? Những tưởng ngọc nữ sẽ có cuộc sống yên ổn sau khi giúp vua đối phó sứ thần ngoại bang. Thế nhưng biến cố lại tiếp tục ập đến khi cô bị những kẻ gian tham hãm hại. Cơ hội đã tới rồi, phép vua thua lệ làng mà qua. Ta sẽ làm cho nó biết tay ta. Quyền. Nàng chỉ ra cho ta thấy, người nào bỏ hàng cấm vô nhà nàng không được thì nàng phải chịu phạt. Ông muốn gì? Muốn gì hả? Nàng biết mà. Với nội dung hấp dẫn, phim cổ tích Gái Không Được Chồng của truyền hình Vĩnh Long giữ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng toàn quốc. Ở từng khu vực cụ thể, Gái Không Được Chồng cũng nằm trong bảng xếp hạng các chương trình và bộ phim được xem nhiều nhất tuần qua. Bộ phim Trà Táo Đỏ phần 2 với dàn diễn viên thực lực như Thanh Trúc, Quý Bình, Thanh Hiền, Hà Trí Quang cùng kịch bản hấp dẫn nối tiếp hành trình chinh phục quyền lực của Chiêu Dương sau khi ra tù. Bên cạnh đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Kỳ Quý và Trúc Trà bởi sức ép từ bà mẹ chồng cạn nghỉ đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Con chưa dám cãi lời mẹ một điều gì hết, nhưng việc này thì vượt quá giới hạn của con rồi. Tôi là tôi chỉ sửa sai cho cuộc đời của mấy người thôi. Mẹ à, vợ chồng con không sinh được con á không phải là lỗi của con, cũng không phải là lỗi của vợ con. Không lẽ lỗi của tôi? Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng với rating 8.8. Tuần qua, diễn biến phim Trà Táo Đỏ phần 2 càng hấp dẫn khi Chiêu Dương quyết định từ bỏ Lâm Phong để đến sống cùng Kazili. Em có thể dọn về đây để sống với anh không? Chọn em hay cô ta? Em muốn cắt đứt liên lạc với tôi. Em đừng trách tôi. Điều gì sẽ xảy ra với Chiêu Dương sau khi cô gia nhập đường dây làm ăn của Kazili?
Quý vị khán giả nhớ đón xem phim Trà Táo Đỏ phần 2 vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Đồng thời, phim Trà Táo Đỏ phần 2 cũng được ghi nhận là phim Việt Nam được xem nhiều nhất trên website và ứng dụng THVNLI. Phim nước ngoài được xem nhiều nhất thuộc về phim Âm Mưu và Tình Yêu. Game show được xem nhiều nhất là Đấu Trường Âm Nhạc mùa 4. Thưa quý khán giả, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng truyền hình Vĩnh Long trong suốt thời gian qua. Chắc chắn rằng các bộ phim và chương trình của sóng truyền hình Vĩnh Long sẽ luôn được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng về mặt nội dung, hình ảnh để đem đến cho khán giả nhiều bộ phim và chương trình hấp dẫn, ý nghĩa trong thời gian tới. Và trong chương trình Chuyện Hậu Trường kỳ này, Thanh Vy xin mời quý khán giả cùng khám phá hậu trường một cuộc thi âm nhạc qua nhiều mùa phát sóng, luôn thu hút sự yêu thích và quan tâm của người xem, được phát sóng trong khung 21 giờ thứ năm hàng tuần. Đó là chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề mùa 3. Hãy Nghe Tôi Hát là một cuộc thi âm nhạc thú vị khi các thí sinh phải sáng tạo về cách dàn dựng, trình diễn, bản hòa âm cho các tiết mục của mình để tranh tài qua các chủ đề đêm thi. Chương trình đã thành công với 3 phiên bản đa dạng: phiên bản danh ca, phiên bản nhạc sĩ chủ đề, phiên bản nhí. Đặc biệt, phiên bản Hãy Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề ngay từ lần đầu ra mắt vào năm 2019 đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và là một trong những chương trình đạt tỷ suất người xem cao trong suốt thời gian phát sóng. Mùa 3 Hãy Nghe Tôi Hát, phiên bản nhạc sĩ chủ đề trở lại sẽ là một hành trình âm nhạc đầy hấp dẫn với những tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng cùng phần tranh tài của 6 ca sĩ trẻ tài năng: Lý Thu Thảo, Đào Kỳ Anh, Lê Thu Quyên, Dương Minh Ngọc, Lê Thái Sơn và Leo Minh Tuấn. Qua 2 vòng thi đầu với chủ đề nhạc sĩ Hoài An và nhạc sĩ Lê Hữu Hà, các ca sĩ trẻ đã có cơ hội thể hiện khả năng làm mới các bài hát kinh điển và khẳng định được phong cách âm nhạc riêng. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đầm đà. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Bây giờ mời khán giả cùng gặp gỡ các thí sinh của Hãy Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề mùa 3 để lắng nghe cảm nhận của họ khi tham gia chương trình nhé. Xin được gửi lời chào đến tất cả khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Mình là Đào Kỳ Anh. Thực sự thì cảm xúc rất là vui và hạnh phúc khi được một người mời đến từ chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Bởi vì đây là một chương trình mà Kỳ Anh đã từng xem rất nhiều. Và qua các mùa thì nhìn thấy những anh chị đẹp, anh thằng chị của mình như trước, tiết mục nào cũng đầu tư rất là hoành tráng, hát rất là hay, cho nên là cũng mong một ngày mà được tham gia. Và lần này thì chương trình Hãy Nghe Tôi Hát với phiên bản là nhạc sĩ chủ đề, cho nên cũng khá là thách thức. Nên là mỗi thí sinh sẽ phải cố gắng rất là nhiều để hoàn thành tốt cái bài tiết của mình. Khi mà nhận được lời mời đến với chương trình này á, thì Liêu cảm thấy rất là hồi hộp. Tại vì Liêu cũng có tham gia nghệ thuật cũng khá là lâu rồi, chắc cũng phải hơn 10 năm rồi. Hát nhóm có, rồi hát đơn ca cũng có, nhưng mà thật sự là chưa có tham gia một cuộc thi nào hết. Và phải nói là đây là lần đầu tiên là tham gia một cuộc thi với quy mô lớn vậy. Đến với cuộc thi này thì Liêu có hy vọng là sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và nhận được nhiều những cái lời góp ý của ban giám khảo để mình hoàn thiện hơn. Đến với chương trình thì cái điều đặc biệt mà Thảo rất là thích đó là Thảo được trải nghiệm qua rất là nhiều những dòng nhạc khác nhau mà từ trước đến giờ thì Thảo cũng chưa thử qua nữa, với những nhạc sĩ khác nhau nữa. Đó cũng là điều đặc biệt mà chương trình mang lại, giúp cho Thảo muốn khám phá được bản thân mình cũng như là muốn thử thách bản thân mình ở những cái dòng nhạc khác, và Thảo quyết định là tham gia chương trình. Khi đến với chương trình thì Sơn sẽ nhận được một danh sách của các nhạc sĩ. Đa phần các nhạc sĩ này đều là những nhạc sĩ mà Sơn rất là thích rồi. Nhưng mà cái khó khăn đó là cái list bài mình phải lựa chọn. Có một vài bài mình không biết, những cái khúc nhạc xưa mình phải cảm nhận được thì mình hát mới hay, Sơn nghĩ là như vậy. Nên là cũng đó là một cái khó khăn. Và cái khó khăn lớn nhất của Sơn đó là Sơn là một ca sĩ không hát tốt bolero. Nhưng mà cái đêm đầu tiên là đêm của nhạc sĩ Hoài An là đêm bolero. Nên ban tổ chức và các thí sinh khác cũng động viên rất là nhiều, nhưng mà Sơn vẫn gặp khá là nhiều khó khăn, phải cố gắng
đổi cái hơi thở của mình vào ca khúc để quý vị khán giả sẽ cảm nhận được cái cách thể hiện của mình với những ca khúc bolero. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài, cánh chim bay mịt mài, mắt mi vương u hoài, biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai. Thật sự mà nói khi tham gia chương trình này thì cũng có rất nhiều áp lực. Tại vì nhạc sĩ chủ đề không nhất thiết là sẽ nằm vào nhạc sĩ hát nhạc quê hương hay là nhạc sĩ nhạc nhẹ trữ tình. Nên thành ra là đối với Ngọc cũng khá là căng thẳng. Tại vì Ngọc phải biến đổi nhiều thể loại trong thi. Nhưng đối với Ngọc á, tiêu chí của cuộc thi là hãy nghe tôi hát, là có nghĩa là mình sẽ làm sao để khán giả nhìn thấy mình và lắng nghe giọng hát của mình, cho dù cái giọng nhạc đó không phải là sở trường của mình chăng nữa. Ngọc cũng cố gắng hết sức hoàn thành thật là tốt để mà gửi đến khán giả một tiết mục hay nhất. Tham gia chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề thì thật ra là một thách rất là lớn, vì ở chương trình này thì đòi hỏi phải làm mới bằng những bản hòa âm mới nhưng mà vẫn giữ được cái linh hồn của tác phẩm. Thì cái khó là mình phải thể hiện được cảm xúc của bài hát bằng những cái bản hòa âm rất là mới mẻ và dễ đến với nhiều tầng lớp khán giả. Thương cho nhau nắng mưa cây cay ngoài ruộng đồng nóng sâu, sớm hôm tươi trong nào quản đời dai sâu, vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Bên cạnh những tiết mục tranh tài hấp dẫn thì sự góp mặt của dàn giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi dày dạn kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm của đông đảo quý khán giả. Ngoài những nhận xét xác đáng dành cho các thí sinh, các giám khảo đã đem đến cho khán giả những câu chuyện thú vị xoay quanh các nhạc sĩ chủ đề. Đối với anh An thì anh gặp anh An rất là nhiều lần, và mỗi lần gặp ảnh là phải cung kính và thật là lịch sự, phải mời anh ngồi xuống rồi em mới tâm sự. Không biết sao không? Tại anh cao quá, tại anh cao quá. Nói chuyện gì anh được cứ ngước lên gì. Cái những cái kỷ niệm mà đối với anh An, mỗi lần mà anh gặp anh Vũ Tình An là anh cười, anh nói rồi tôi biết rồi, tôi ngồi xuống đó. Đến với chương trình, các giám khảo đều mong muốn đưa ra những lời góp ý chân tình để giúp các ca sĩ trẻ hoàn thiện hơn và vững bước trên con đường nghệ thuật của mình. Cái điều làm cho Phan Châu rất là tò mò và hào hứng chờ đón là sẽ được thưởng thức những cái tiết mục và cho các em sáng tạo, vì đây là chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Thật ra là các em hãy nhát hát như thế nào để cho làm vừa lòng được khán giả yêu mến các em, yêu mến chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Em nào cũng có tiềm năng hết và các em cũng nào cũng có cái khả năng để mà tiếp cận những cái dòng nhạc xưa, những dòng nhạc trữ tình bolero. Chỉ qua cái là những cái chia sẻ góp ý của những anh chị vào ngày trước sẽ đem lại cho các em những cái kinh nghiệm quý báu, những bài học quý báu mà các em áp dụng được trong cái cách hát, trong cái biểu diễn của mình. Thì tôi nghĩ là các em rất là tiến xa trong cái dòng nhạc này. Có thể nói là điều buồn rất là vui và đó là vinh dự khi mà được ngồi vào chiếc ghế nóng của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ chủ đề. Đây là một trong những cái chương trình mà Nguyễn Phủ rất là thích và rất là tâm huyết. Bởi vì như quý vị biết thì trước đây là Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản nghệ sĩ thì Nguyễn Phủ là người dẫn chương trình. Khi mà ngồi lên chiếc ghế nóng để mà nghe bạn hát đó, thì Vũ thấy là mình bồi hồi là rất là nhiều. Vũ biết rằng là cái chặng đường của một cái người nghệ sĩ trẻ, một ca sĩ trẻ đi nó rất là khó. Mình học theo các anh chị đi trước chưa đủ, mà mình phải tìm hiểu thật kỹ về cái nội dung cũng như tình cảm mà người nhạc sĩ đã gửi gắm vào trong đó, để mà truyền thêm cái ngọn lửa, truyền thêm cái tình cảm cũng như là kinh nghiệm để cho mình hát tốt hơn về những bài hát mà nhạc sĩ đã tâm huyết viết ra nó. Trong vòng 3 với chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An, ba ca sĩ Lê Thái Sơn, Dương Minh Ngọc, Đào Kỳ Anh đã hoàn thành tốt phần thi của mình và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả với những bản không tên kinh điển. Về đâu tâm hồn này bềnh bâng, về đâu thân này mòn mỏi khấn,
về sau và nhiều năm sau nữa có buồn nhưng phán chưa bao giờ bằng hôm nay. Đêm thứ hai của dòng này, ba ca sĩ còn lại Lê Minh Tuấn, Lý Thu Thảo, Lê Thu Quyên sẽ có sự lựa chọn các bài hát cho phần trình diễn của mình như thế nào để chinh phục được các vị giám khảo và khán giả mộ điệu. Quý khán giả đừng bỏ lỡ đêm thi tuần sau nhé. Sau khi thi vòng 1, vòng 2, tâm lý mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì đến với vòng 3 này là của nhạc sĩ Bùi Thành An. Thì mọi người biết đến nhạc sĩ Bùi Thành An với rất nhiều những cái ca khúc các bạn không tên và phải nói là rất rất là hay. Mà những cái bài mà Leo biết đó, thường là ai cũng biết và hát rất là nhiều rồi. Cho nên là lần này Leo chọn cái bài khá là lạ. Là đối với Leo thì Leo chọn bài hát là Lời Tình Buồn. Đây là một cái bài hát mà nói về một cái nỗi niềm tâm sự của người phụ nữ đối với người yêu. Thì bài hát này đặc biệt ở chỗ là nó rất là sâu sắc. Có những cái đoạn nó thì thầm và có những chỗ thì nó lên rất là cao cao. Mà Leo cảm thấy rất là tâm đắc và rất là thích. Và Leo sẽ cố gắng, thật là cố gắng cho cái bài hát này. Đã qua vòng thứ 3 rồi, Thảo đã chọn ca khúc Không Tên Sông Ta của nhạc sĩ Vũ Thành An. Trong tất cả những cái ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An mà nó thuộc á, thì cái bài Không Tên Sông Ta chính là cái ca khúc mà trước đó Thảo không thuộc, không hề biết luôn. Và khi mà Thảo search trên YouTube thì cũng có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ trước rất là yêu hát các ca khúc này. Và đó chính là cái điều mà Thảo rất là mong muốn truyền tải được cái nội dung của bài hát cũng như là cái cảm xúc của tác giả đến với khán giả nhiều hơn và mọi người sẽ biết đến ca khúc này nhiều hơn. Đã trải qua hai vòng, cảm xúc của Vi bây giờ vẫn đang rất là lâng lâng và rất là hạnh phúc vì may mắn trải qua hai vòng Vi đều được đứng nhất vòng, được ban giám khảo dành rất là nhiều lời khen. Thì rất là phần may mắn cũng như là chọn được bài hát phù hợp với giọng của mình. Thì đến với vòng tiếp theo đó là vòng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Thì Vi cũng có một chút lo lắng tại vì ở vòng này thì nhạc sĩ Vũ Thành An được mình nghe là nhạc sĩ của tình yêu và có rất là nhiều bài hit. Thì cũng là lợi thế của các thí sinh khác. Hy vọng thì mình sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình. Mọi người cùng đón xem nhé. Quý khán giả thân mến, qua những chia sẻ thú vị của các thí sinh, chắc chắn ở những đêm tranh tài tiếp theo sẽ có nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn về sự phá cách trong âm nhạc, cũng như cách dàn dựng tiết mục của các ca sĩ trẻ. Quý khán giả nhớ đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ, Thanh Vi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình Chuyện Hậu Trường tuần sau.